cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch Kỳ Thú. Và đây sẽ là số Du lịch Kỳ Thú cuối cùng của năm Ất Mùi. Chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, tiền bạc vô như nước. Và mọi điều may mắn, an lành sẽ đến với quý vị cũng như toàn thể những người thân yêu, những bạn bè trong gia đình của mình. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập của tuần này. Xin mời. Tuyết Kỳ Thú. Lần đầu tiên vô một cái trường trượt tuyết như thế này. Đúng rồi, tuyết mà tập trung là hẳn một con đường đúng không? Đường băng trượt là trượt tuyết. Bây giờ chị muốn trượt á. Tất nhiên là mình đã mặc đồ như thế này rồi. Đồ giày tôi nói rất là hoành tráng. Nhưng mà thấy vậy thôi chứ khó lắm. Đi nên miếng ván trượt trượt vậy không phải dễ đâu. Thì tội gì mà mình không trượt. Tội gì mình đi một mặc bộ đồ này mình đi là chị thấy cái tướng gì đi hai hàng giống như người hành tinh xuống. Mà còn trượt em giống em như Iron Man như nó bay. Đâu, sang thử coi. Đó. Em đi coi có bị chặt ngã không? Rồi vậy thôi mình lên trực tiếp thôi. Thử thôi, bỏ này thôi. Chưa biết trượt ồm đầu tiên trực tiếp mà đúng không? Trong cái lằn đỏ đỏ này là dành cho những người mà mới đang còn học còn tập á. Còn bên kia kìa. Quý vị thấy không, có cái rồng rọc đưa lên nha. Rồng rọc đưa lên tuốt trên đó là trượt xuống. Wow. Khu trượt tuyết Tenzan Resort của thành phố Saga, tỉnh Saga là khu trượt tuyết nhân tạo lớn nhất vùng Kyushu. Tại đây người ta sử dụng các thiết bị để tạo ra tuyết. Tại đây, hai thành viên đã nhanh chóng được hướng dẫn cách trượt tuyết. Ok, good. Bước này là khó lắm, tại vì bước mà không chuẩn á, nó sẽ tụt lại. Tôi dở chân lên không có nổi. Anh đang tập để đi xuống lên kia hả? Đúng rồi, tập để đi lên dốc. Trời ơi, để trượt xuống thì hơi cực à. Trượt tuyết, ở một nơi mà có tuyết và lạnh như thế này, mà Thi Vương đang đổ mồ hôi. Và bây giờ thì cùng luyện tập trượt thẳng về phía trước. Đi được mấy bước cực khổ là để trượt xuống vậy thôi đó. Ta bên kia họ nhanh rồi, bên kia họ. Nãy giờ hình như là anh Hương anh la hơi nhiều quá đúng không? Thôi, chết tôi anh la. Việc dừng lại cũng cần được luyện tập một cách nghiêm túc. Mở rộng chân trượt, bây giờ thì đã có thể dừng lại được rồi. Nãy giờ thì Thiên Vương và chị Cát Tường được thầy dạy trượt tuyết. Còn bây giờ thì Thiên Vương và chị Cát Tường sẽ đi lên tới tận kia. Đứng đó và chúng ta sẽ trượt từ đó xuống đây. Đi vô trên ra. Sẽ thẳng lại ngay chỗ này. Không biết là làm được hay không nhưng mà nói chung là cảm giác hiện giờ là rất là nóng. Cảm giác của chị bây giờ là mỏi chân, mỏi ở đây nè. Mỏi như này tại vì mình cứ phải nghiêng qua vậy nè. Đó, đâm ra cái sức nặng nó trụ vô hai cái ở trong đông này nè. Đó, đâm ra bây giờ nó rất là mỏi hai cái chỗ này. Nhưng mà ổn định, làm được. Lên. Nhưng liệu hai thành viên đã thật sự trượt được chưa nhỉ? Câu đó mình cũng muốn hỏi lắm mà. Đầu tiên, Thiên Vương sẽ thử làm trước. Trong lịch sử, Thiên Vương trượt tuyết. Ổn định, thử đi. Và từ đó Thiên Vương đã mất một cái răng. Ảnh trượt được 3 mét không ta? Mặc dù không thắng được nhưng mà thôi ngã không được. Và giờ thì đến lượt Cát Tường trổ tay. Loạn choạng như vậy mà cũng được dài hơn anh Vương. Hát lại. Chuẩn. Hơi lạng kẹt nhưng mà chuẩn. Chuẩn. Cảm giác thật là sảng khoái lần đầu tiên trong cuộc đời. Xẹt ra là dừng lại đang ăn. Hiểu rồi. Không có té gì em đâu. Không có té một mẹ gì ổn định. Chị muốn trường nữa không? Rất là thích thú. Chị trường với em không trường lắm hết. Bỏ kìa. Bỏ. Thấy chưa. Trời. Quê quá anh Dương rồi. Cảm ơn các thầy rất là nhiều đã tận tình hướng dẫn cho Thiên Vương và Cát Tường. 1, 2, 3, yeah!
selfie mission. Để chị dịch cho. Đi tới một vườn hoa và chụp một tấm hình. Can you read this tag? Cái này là không tin tưởng gì từ. Hay hỏi lại. It's Nagasaki. Oh, Nagasaki. Nagasaki. Yeah. Very beautiful flower. Đó, thấy chưa? Vườn hoa đẹp. Vườn hoa đẹp nằm ở Nagasaki. Nagasaki. Thầy đọc. Goodbye. Goodbye. Retro shashin kan de selfie. Selfie. Đó, đi tới cái vườn hoa này ở Nagasaki và selfie với nó. Thấy chưa? Thank you. Oh, no, no, no. It's Nagasaki. Nagasaki. Yeah. Nagasaki đó, danh nổi tiếng. Phố đây là thành phố, đây, thành phố Nagasaki. Nagasaki. À, anh thấy không? Ở dưới là biển ha. Lên này đường dốc, đi lên dốc, lên đồi, lên núi rồi. Thích hình như, quá. Hình như là đặc trưng ở Nagasaki là những con đường mà như là đồi như thế này nè. Nhưng mà theo chị, có nhiều dốc. Theo chị biết là hơi giống Đà Lạt ha. Đây, em nhà thờ. Nhìn nó cổ kính quá ha. Nhà thờ Aura thuộc thành phố Nagasaki, tỉnh Nagasaki, được công nhận là quốc bảo vào năm 1953. Đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo, được xây dựng vào năm 1865 và là công trình kiến trúc Thiên Chúa Giáo cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay ở Nhật Bản. Đẹp quá chị. Bên trong nhà thờ là một không gian rộng rãi, mang vẻ đẹp kỳ diệu với ánh nắng mặt trời được chiếu rọi qua các lớp kính màu. Ở quê em ở tỉnh Kon Tum thì cũng xây dựng một nhà thờ mà rất cổ, gọi là nhà thờ gỗ Kon Tum đó. Thì cho nên là cái bối cảnh, cái cách xây dựng cái từng cái khung cửa như thế này nó đều rất giống với nhà thờ trên em. Cho nên em vô cảm thấy là một cái gì đó rất là quen thuộc. Bây giờ tìm vườn hoa đâu đây thôi. Từ từ, mình cứ tham quan hết chỗ này đi đã. Đi bên nào? Đi bên đây đi. Cái gì vậy? Khoan, thì giống nè. Con cá trên kìa. Số 1 nè. Con ngựa, số 1 thì con ngựa thôi. À, ai nữa? À, đây. Tới rồi. Bây giờ chị có ý kiến gì? À, những người nào yếu đi bên đây, những người nào khỏe đi bên đó. Chị đi. Họ thấy ai nhanh hơn? Oh, hello, gozaimasu. Oh, hello, gozaimasu. Dobro. Yeah. Ah, retro shashin kan. Hai. Yeah. Koe ikimasu ka? Ja, yoshii desu ka? Thank you. Ikimashou. Wow. Những kiến trúc lịch sử từng tồn tại trong nội thành Nagasaki đang được di dời đến khu vực có các căn biệt thự cổ của ba thương nhân người Anh là Glover, Ringer và Oz đã từng sinh sống tại Nagasaki sau khi cảng Nagasaki được mở cửa. Tại đây, các bạn có thể học thêm được một chút lịch sử của Nagasaki. 昔は世界と鎖国をやってました。それで 1858年条約が結ばれて日本は海外へ窓口というか開かれたわけ。そして横浜、函館、長崎この 3つの港が開かれて外国の人たちが貿易を求めてここへやってくるんです。 Đây là một trong ba. Cái nhà kia, cái mái của nó vẫn là mái của người Nhật. Đúng rồi. Cửa sổ này nọ lại là của châu Âu. Ở Việt Nam không? Ở Việt Nam. Thế là tụi em thấy Nagasaki như thế nào? Đẹp. Mọi người cũng tốt. Nói chung là Nhật Bản là tốt nhất, khí hậu nó giống. Nói chung là so với tất cả mọi nơi đây là người ta thân thiện hơn cả. Các bạn này là cũng là du học sinh. この建物がグラバーさんが住んでいた建物で できたのが1863年建てられました。日本では木造洋館では最も古い建物。そして今年の7月、世界遺産に登録されました。
グラバーさんは幕末に近代化のためにものすごく日本にバックアップをしてもらったそういう人ですね。わあ。Thế thì bây giờ mình còn ngại ngùng gì mà mình không selfie ngay đây? Một, hai, ba. Bây giờ là con, tụi con rất là muốn là hoàn thành cái nhiệm vụ này. Không biết là bác giúp được không ạ? あ、こちらです。リラちゃんだ。いや。いや。昔のレトロな、洋服を貸してくれると。今、この古典風タイで。あ、đúng rồi. Sắp trở thành quý ông quý bà. Xưa đó. Với mức giá vừa phải là 600 yên 30 phút, bạn có thể lựa một bộ mà mình thích trong số rất nhiều những bộ trang phục cổ có ở đây để mặc vào và chụp hình. Bà cô Tây. Xin chào mọi người. Hôm nay là Thiên Vương được mặc một bộ đồ Âu phục của thế kỷ 19 rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mặc. Mọi người thấy anh ơi, một bên mặc kiến đen nữa mới hợp. Còn bây giờ là không biết là chị Cát Tường sẽ mặc bộ đồ như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem nhé. Không biết là đẹp hay là xấu, nhưng mà thường thường chị Cát Tường là một diễn viên kịch. Thường là mặc đồ. Trời ơi, công chúa. Không. Ta là một quý bà sang trọng. Xin chào tiểu thư. Kiểu dụ luôn, kiểu dụ luôn. Hôm nay tiểu thư có khỏe không? Rất khỏe. Bị tình xét đánh không? Mời tiểu thư ngồi. Thoại hình như nó không có trúng với trang phục. Chị nói đi, chị quỳ xuống đi. Ta phải quỳ xuống. Hung tay. Ê, đừng giỡn. Một người phụ nữ đẹp phải quỳ xuống hung tay, đó là lịch sự châu Âu. Hung tay thì thường vậy thôi. Thì vậy cũng được. Suy nghĩ. Quý vị biết không, khi Cát Tường và Thiên Vương được mặc những bộ đồ như thế này đó, là mình phải thuê ở đây, giống như dịch vụ ở Việt Nam mình cũng có luôn. Đó là 30 phút mặc bộ đồ này vào như thế này là trả 600 yên. Ta có thể là mặc bộ đồ như thế này để ra ngoài dạo cũng được. Hoặc là ở ngay tại phòng này, chúng ta có thể chụp hình với gia đình của ông Lover. Câu hỏi. クイズを出したいと思います。グラバーさんは1868年あるものを輸入して、それを日本政府に売りました。それは現在も毎日皆さんが使っているものを作る機械なんですけど、それは何でしょうか？今は何を使用？マイボロドンキー。はい、cái máy may, cái máy may may đồ. Ổn định đúng rồi. Bữa nay mình có sử dụng. Rồi. Rồi. Quyết định ha. Quyết định đó. Rồi. Cái máy may. Đó là loại máy sản xuất ra thứ mà đến ngày nay mọi người vẫn đều sử dụng hàng ngày. Máy may. Từ năm 1868. Cái này thì nhập khẩu từ châu Âu. Máy may sản xuất cái gì? Ngày nay mình còn sử dụng cái gì nữa? Quần áo nữa đúng không? Chọn người khác đi. Tự nhiên người ta chọn máy may được chứ. Bạn máy may. Xà phòng. Xà bông. Máy dệt. Máy ép xà bông. Loại máy vào năm 1868. Máy may cũng thế kỷ 19. Chắc là cái máy giống như hồi xưa mình thấy ở nhà bà ngoại mình hay đạp nè, máy may đạp. Máy dệt sản xuất ra thứ mà đến ngày nay mọi người vẫn đều sử dụng hàng ngày thì chắc cũng là vải rồi. Thì là máy may. Chắc vậy đó. Máy dệt cũng ổn lắm nghe. Máy may đi. Máy may thì rồi, máy may đi. Máy may luôn. Có gì sai mình sai chung. Mình sử dụng cái này. Cái này là sự lựa chọn riêng của tụi em sử dụng hàng ngày, cũng có vải thôi hoặc là quần áo thôi. Quyết định kỹ chưa? Rồi vậy đi. Đổi không? Không. Rồi. Đổi. Mời đáp án. Xây cây và お札を作る機械です。Cái gì sử dụng hàng ngày là tiền chứ là cái gì, trời đất. Ủa nhưng mà không có một cái dữ kiện nào hết trơn hết trời. Ủa tôi cũng y chang vậy dạ. Tự nhiên vô trong cái chỗ đó cho chụp hình. Hồi nãy em thề là em nghĩ là máy làm giấy. Đúng là trong đầu của em không bao giờ có chữ tiền hết đó. Một cái ngón tay. Chúng ta cùng hỏi cùng thuyền. グラバーさんがその機械を輸入した、それ以前は統一されたお金がなかったんです。硬貨だけしかなかったんです。お札はなかったんです。ありがとうございました。はい、công nhận là hồi nãy vườn hoa đẹp thiệt. Nhưng mà bây giờ mình đã trở về với đường phố rồi, nơi làm ăn đúng không? Oh,
selfie miss sang bánh ấy. Bánh này cũng rất ngon. Mình với nó và chắc chắn là sẽ được ăn cái bánh này. Ồ, biết tiếng Nhật luôn. Biết. Đó, chụp một sau một tuần lễ ở đây là thuộc hết. Hỏi đi. Để tìm một người Nhật đi. Where is this? Doko desu ka? Where is this? Where? Thank you so much. Thank you. Bye bye. Do you have this one? Yes. Nè. Khỏi cần hỏi luôn. Thấy luôn. Ai, bây giờ cái miếng này hồi bữa họ cái miếng này là cái miếng này là miếng gì ta? Con hỏi là cái bánh này là cái bánh nổi tiếng nhất ở Nagasaki đúng không ạ? Mọi người đều thích đúng không ạ? Chúng tôi đã phát triển từ 50 năm, vẫn là number one. Ồ, ở đây có rất là nhiều bánh luôn thưa quý vị, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái chú này nói là cái bánh đó là ngon nhất. 50 năm qua là đều xếp hạng là hạng đầu. Nếu vậy thì tại sao mình lại không ăn thử nha? Tất nhiên. Bánh thì Tường ăn rất là nhiều, ăn hết tất cả các loại bánh này luôn rồi đó nha. Nhưng mà cái bánh này chưa ăn mà nói là ngon nhất, phải ăn thử. Bánh Shisei Cream do cửa hàng Baigetsudo làm ra lần đầu tiên ở Nhật Bản là loại bánh kem truyền thống chỉ có ở Nagasaki. Đây là món bánh giòn tan trong miệng và có lớp nhân kem custard mềm mại, có sự kết hợp tinh tế giữa hương vị của miếng đào vàng và miếng thơm cùng với lớp kem tươi mỏng. Đây là món bánh ngọt mà bạn nhất định sẽ muốn được ăn thử một lần khi đến với Nagasaki. Ở trên là cục mứt. Phương, mặc đồ Tây Phương đi ăn bánh Tây. Cầm xuống. Ngon quá. Hồi nãy giờ nhìn á, giống như là mứt ở trên á, mình cứ lo trong bụng á là bánh ngọt quá mình sẽ không thích ăn. Nhưng mà không ngờ bánh rất béo, thơm mà không hề ngọt. Ăn thử đi, không hề ngọt. Ngậm vô miệng nó tan mà nó ngon lắm, không ngọt nha. Chị cho em thử cho. Rồi, cho. Rất ngon. Không ngọt đúng không? Không ngọt. Có vị béo của cái lớp trứng giữa này rồi. Lớp trứng giữa này nè. Kem trứng. Còn trên này kem tươi. Kem trứng. Bây giờ mình sẽ ăn thử là rất ngon. Cái quả đào nè. Mình thích đồ ngọt quá. Cộng với một ít kem nè. Chắc phải ra làm cái bánh kem bắp á. Sao cái bánh kem này chưa có ở Việt Nam ta? Chưa. Ngon lắm. Có ai nhập loại bánh này về chưa ta? Hay làm bán đi. Bánh kem đào. Nó hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mà. Hoàn thành xong nhiệm vụ ăn cái bánh không được thưởng. Chúc mừng. Phần thưởng dành cho hai bạn là món ăn ở khách sạn du lịch Nagasaki Inasayama. Khách sạn du lịch Nagasaki Inasayama là một khách sạn được đặt ngay ở chính giữa, ngay bên trong ngọn núi Inasayama, nơi có thể quan sát được cảnh đêm ở Nagasaki, vốn được công nhận là một trong ba cảnh đêm mới đẹp nhất trên thế giới. Wow, thật là hấp dẫn, thịnh soạn quá trời luôn. Tất nhiên đây là một buổi chiêu đãi khi mà chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ đúng không? Trời, em thấy một cái sự quặn lên trong bụng của em luôn rồi. Và đây là những món ăn không phải là người nào cũng có thể ăn được đâu nha. Phải những người mà xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Giới thiệu với mọi người, đây là món shabu shabu. Món bò rất là nổi tiếng của Nagasaki này. Trước tiên mình sẽ lấy một miếng thịt, em dọn miếng thịt đây. Trời ơi, miếng thịt thật là to, thật là đặc biệt nha. Thịt có nạc, có mỡ trong nó vân vân vân. Cái vân của nó rất là đẹp. Chúng ta lấy một miếng thịt to như thế này, nhúng vô đầy. Rồi sao nữa? Làm đi. Xong rồi vừa chín xong chúng ta lấy ra chấm vô cái chén tương này. Rồi, chấm thử đi. Thấy có vẻ ngon quá. Vô phần này là anh Phương hù rồi. Trộn nguyên miếng thịt bự vậy mà ăn hết một lượng vậy đó. Nó mềm lắm không da. Chào. Sao nói nghe coi. Làm em có ai cho tôi bánh mì đi. Tôi gặm thay cho thịt. Nhìn thì thấy mỡ nhưng không hề béo.
Ngọt. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất. Hôm bữa thì kêu tụi tôi gì? Miếng thịt rất ngon. Rất rất ngon. Nếu mà em đã thử đó rồi thì chị phải thử món khác để giới thiệu cho Lăng Trinh nó biết chứ. Chị sẽ thử cái món này. Nó lạ là tại vì á, ở đây người ta giới thiệu cái món đó phải chấm với cái muối mà bằng muối matcha. Muối matcha. Muối matcha này lần đầu tiên chị thấy. À, cho nên chị sẽ thưởng thức cái món này. Chấm vô cái muối matcha này coi sao. Rồi cắn một miếng thử coi sao. Sao nè. Sao? Nó là ốc của một con gì đó. Là con gì? Ốc. Cái ốc á. Của một con gì đó. Nó rất là béo. Thật ra đây là món tempura shirako cá tuyết. Là bộ phận sinh dục của cá tuyết đem tẩm bột rồi chiên. Bộ phận sinh dục. Mình đoán cũng gần đúng. Nhưng mà mình không nghĩ là nó ở cái ruột của con cá. Nhưng tại nó béo quá. Nói chung là bây giờ Tường chỉ có nói một điều rằng hãy bắt chước Thiên Vương ăn và cảm nhận. Câu hỏi cuối ngày sẽ đến từ cửa hàng Baigetsudo, content mà hai bạn đã ghé vào lúc buổi trưa. Nagasaki no meibutsu kastera wa eiyouka ga takaku shouka ga totemo yoi koto kara sono mukashi aru basho de dasarete imashita. Sate, doko de dasarete ita no de shouka? Em tự nhiên một nơi là sao? Anh sẽ gợi ý cho em biết trên là trái đất này. Cái bánh này phải quý lắm, phải đặc biệt lắm người ta mới cho, là người ta mới cho ăn. Còn nếu không ăn thì người ta càng mừng. Bánh này nổi tiếng là chất dinh dưỡng rất là cao. Đúng rồi. Mà mình không ăn, mình không ăn mừng nữa. Người ta mừng. Bệnh viện đúng không? Bệnh viện. Giống như bác sĩ cho mình ăn để mình bồi bổ vậy mà mình không đúng ăn rồi đó. Chứng tỏ mình chính khỏe. Chính xác. Mà thấy hơi nghi ngờ. Sao mình không ăn người ta lại còn mừng? Thì tại vì bác sĩ thấy mình không ăn là tức là mình khỏe rồi. Mình khỏe mình thì không cần ăn nữa. Đừng có để cho anh chị này tung hỏa bù cho mình. Cái khu mà ngay chỗ ông Lover ở là cái khu tập trung rất là nhiều người Tây. Khu uptown. Bánh này rất quý nha. Thời đó rất quý. Rồi, quý lắm. Vua, đại sứ quán. Trời ơi. Thì đem ra mời khách quốc tế. Nagasaki là một trong ba cảng lớn nhất của nước Nhật. Đúng rồi, đó. Chỗ nào bữa nay sao tự nhiên mày nhiều cái sáng kiến thông minh dữ ta. Không công nhận bữa nay chị nể mày thiệt luôn á mày. Rồi và thời gian nhanh đi. 5, 4 cái nào? 3, 2, 1 bệnh nào? Viện. Rồi bệnh viện. Và đáp án của Lan Trinh và May là bệnh viện. Giải đáp là bệnh viện. Trời ơi, qua năm sau là tôi sẽ may mắn vô cùng. Yeah. Tôi là ánh mắt chị nhìn mây sáng ngời luôn. Trời ơi, qua năm sau là kiểu gì đời em cũng lên hương. Hai người này là hết hồn luôn. Ở đây hãy xin mời xem chủ quán giải thích. 昔はとても栄養価が高くて高価だったし、で病気で体力の弱ってる人にこれを食べてもらう病院食だったんです。どうぞ召し上がってください。 Ta ăn từ trên xuống dưới người ta mới cảm nhận được hết. Chính vì lòng đỏ nhiều nhìn thì tưởng là nó khô nhưng mà nó vẫn ướt. Khi mình ăn vô thì nó cái độ mềm vẫn có, nó không bị khô mà không bị cứng. Cuối năm mà hai bạn đã đoán đúng rồi, ngưỡng mộ hai bạn đi. Hơn cả năm luôn. Và bây giờ thì cũng đã kết thúc chương trình du lịch kỳ thú ngày hôm nay. Và Lan Trinh xin được đại diện cho chương trình du lịch kỳ thú xin chúc quý vị khán giả một năm mới là tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, mọi sự cát tường. Yeah. Năm mới tiếp tục đón xem chương trình, đừng bỏ lỡ một tập nào. Bởi vì Cát Tường và Thiên Vương còn xuất hiện với rất nhiều tập ấn tượng hơn và hấp dẫn hơn vậy nữa. Nhiều món ăn còn ngon hơn như vậy nữa vào năm mới 2016. Và khung giờ phát sóng của chúng ta là vào 10:30 và 16:30.